ít nghĩ đến câu hỏi của Vegas lúc nãy khi cậu còn đang lim dim. Ừ, nếu có chìa khóa, liệu cậu có muốn quay lại không nhỉ? Sao lý trí lại đấu tranh thế này? Vít trao mày, rõ ràng rất muốn rời khỏi đây, rất muốn trở lại chính gia. Nhưng hai tháng qua, cậu lại chưa có một lần bỏ trốn nào tử tế. Nhất là ba tuần gần đây, trong đầu Pete dường như không có ý định bỏ trốn nữa. Cậu bối rối về chính lý trí của mình. Tại sao khi ở cạnh Vegas, Pete lại cảm thấy vui vẻ, háo hức như thế? Ban đầu, cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng giữa cậu và Vegas có sự đồng cảm do chia sẻ, tâm sự cuộc đời với nhau. Nhưng càng ngày nó lại càng không bình thường. Vegas trong lòng Pete không còn là một tên khốn nạn có trái tim bị cào xé nữa. Hiện tại, Vegas đối xử với Pete là một người rất quan trọng. Hắn biết chi tiết về cuộc đời cậu, hắn quan tâm cậu, chăm sóc, lo lắng cho cậu. Pete không biết từ lúc nào hắn lại thấy mừng rỡ vô cùng khi cánh cửa gỗ màu nâu đỏ mở ra. Thấy hạnh phúc là khi nhìn Vegas cười. Pete quen với việc dựa dẫm mọi thứ vào Vegas, đường đường là vệ sĩ của chính gia. Giờ đến mượn nắp chai, đôi khi cũng lười mà đẩy việc đến cho Vegas. Đêm không có hắn ôm là Pete khó ngủ. Sáng mở mắt dậy, thấy người bên cạnh đã đi đâu mất thì lại tủi thân. Pete ngộ ra rồi, cậu có gì đó khác khác. Pete đã lỡ cho đi một thứ. Nói cách khác, Vegas đã trở thành người thương trong lòng cậu.